Nhận định bóng đá Aston Villa với Man United. 20 giờ 5 phút, ngày 9 tháng 5 năm 2021, một trong những trận cầu tâm điểm của vòng 35 ngoại hạng Anh chính là cuộc đối đầu giữa Aston Villa và Man United. Dù cho đã không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa bóng năm nay, thế nhưng một chiến thắng chắc chắn là điều mà Quỷ Đỏ hướng tới để đảm bảo cho một vị trí trong top 4. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Phong độ của Aston Villa trong khoảng thời gian gần đây đang là tương đối tệ hại. Điều này có thể thấy rõ thông qua thành tích của đội bóng này. Trong 5 lần gần nhất ra quân tại mọi đấu trường, đoàn quân của huấn luyện viên Dean Smith đã chỉ có thể giành được 2 chiến thắng, nhưng bên cạnh đó là 2 thất bại và 1 trận hòa. Phía bên kia chiến tuyến, phong độ của Man United đang là xuất sắc hơn rất nhiều so với đội chủ nhà. Bằng chứng là trong 5 lượt đấu gần nhất tại đấu trường Premier League, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã có thành tích bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Kèo châu Á, Aston Villa đang là sự lựa chọn tương đối sáng nước dành cho các bet thủ. Trong 5 trận gần nhất, người chơi đầu tư vào đội bóng này đã có được 4 lần thắng kèo. Bên cạnh đó, đặt cược cho Man United cũng đang cho thấy khá ngon ăn. Khi tính trong 8 kèo đấu gần nhất, người chơi đặt cược cho họ đã có được 6 lần nở niềm vui chiến thắng. Kèo tài xỉu, những trận đấu gần nhất của Aston Villa đang là điểm đến lý tưởng dành cho dân chơi cược tài. Khi trong 5 kèo đấu gần nhất của đội bóng này, người chơi đặt tài đã ăn tiền đến 4 lần. Phía bên kia, 3 trên 6 trận đấu gần nhất của Man United, người chơi đặt tài nở niềm vui. Sau 54 lần đối đầu, số bàn thắng mà hai đội bóng ghi được là 133, trung bình một trận có 2.46 bàn thắng được ghi. Theo chuyên gia, trận đấu tới đây sẽ nổ tài.